Hello. Nói ý kiến đi nào, Hà Giang. Em rất là vui. Cả nhà. Hello. Lô xiêm.
Đây, đoàn của chúng mình đây các bạn ơi. Như ơi, em có cảm giác gì? Quá đẹp. Quá đẹp đúng không? Mời lên ly đi. Đúng rồi. Ta hãy chuẩn bị một cái sức khỏe thật tốt để lên đây mà chinh phục và đi được nhiều ngày hơn. Thời tiết rất đẹp này mọi người. Nào, đi cho ý kiến đi nào. Hà Giang. Em rất là vui nhưng mà dù rất là mệt. Quá đẹp. Cảnh đẹp quá. Cứ đưa máy lên là có đẹp. Đúng. Đúng chưa? Rồi.